trận đấu với chênh lệch chiều cao tương đối lớn khi Amey Mohamed cao 1m86 và Nguyễn Vũ Công Hiếu chỉ cao 1m74. Công Hiếu sinh năm 1993, đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi đó, Mohamed Amir sinh năm 1992 và đang tập luyện tại câu lạc bộ Wollongong. Ta đến với những diễn biến của thi đấu đầu tiên. Có thể thấy chênh lệch về chiều cao và sải tay giúp cho Amir Mohamed tự tin tấn công ngay từ những phút đầu. Pha móc trái chuẩn xác của Amir Mohamed. Lúc này thì Nguyễn Vũ Công Hiếu vẫn đang tìm phương án tấn công. Cái pha ra đòn bằng tay trái của Amir Mohamed thực sự rất nặng. Mặc dù đã bỏ kịp phòng thủ nhưng Công Hiếu không thể tìm ra cơ hội để tấn phản công ngay lập tức. Combo cross vào bụng và móc số 3 trúng vào thái dương đến từ Amir Mohamed. Hiệp thi đấu đầu tiên đã trôi qua được hơn một nửa thời gian và lúc này Amir Mohamed vẫn đang là người có được lợi thế áp đảo. Combo 1-2 rất nguy hiểm của Amir Mohamed. Cơ hội của Nguyễn Vũ Công Hiếu là những tình huống khi Amir Mohamed lựa chọn áp sát với những cú đấm số 2. Vừa rồi là một pha đánh choáng của Amir Mohamed. Thực sự Nguyễn Vũ Công Hiếu nên lựa chọn cách khai thác phần body của đối thủ một cách chủ động hơn. Đây là cơ hội duy nhất của anh khi lối đánh tay thấp của anh rất khó để tìm đến mặt của Amir Mohamed. Và đây là những diễn biến đáng chú ý của hiệp thi đấu đầu tiên, trận đấu hạng 67kg giữa Nguyễn Vũ Công Hiếu và Amir Mohamed đến từ Malta. Huấn luyện viên Ali đang tích cực đưa ra những lời khuyên dành cho Nguyễn Vũ Công Hiếu để tìm được cơ hội tấn công tốt nhất vào thời điểm hiện tại. Khi mà Amir Mohamed đã có những lợi thế về điểm số nhất định. Và Amir Mohamed đang là người chủ động kiểm soát cuộc chơi. Tay đấm người Manta liên tục sử dụng các combo tay thẳng để
mở đường. Trọng tài cần phải lưu ý thêm nhiều hơn những tình huống áp sát và ôm ghi của Công Hiếu. Một đòn tại sau xuất sắc của Amir Mohamed. Trọng tài đang nhắc nhở Amir Mohamed không được chủ động thực hiện các pha ôm ghi. Đây mới là 1 phút 30 giây của cuộc thi đấu thứ hai và trọng tài đã nhắc nhở Nguyễn Vũ Công Hiếu không được ra đòn sau khi mà đã có hiệu lệnh dừng của trọng tài. Anh Mohamed đang tìm phương án tấn công bằng những đòn tay tầm xa nhiều hơn. Rồi là cú móc sườn. Tay đấm người Manta đang muốn tiêu hao thể lực của Công Hiếu một cách đáng kể. Vừa rồi là một pha đấm móc chính xác của Nguyễn Vũ Công Hiếu. Huấn luyện viên đang yêu cầu Amir Mohamed phải chủ động giữ khoảng cách hơn thay vì liên tục áp sát và không có thêm những tình huống tấn công tốt về phía Công Hiếu. Giây cuối cùng của hiệp thi đấu thứ hai và liên tục là các pha đổi đòn đến từ hai võ sĩ. Thi đấu thứ 3 và chúng ta có thể chờ đợi thêm những pha ra đòn từ Amir Mohamed. Trận này thì Nguyễn Vũ Công Hiếu đã bắt đầu chơi chủ động hơn. Anh sử dụng high guard và các pha mở màn bằng combo đấm bụng và đổi lên mặt bất ngờ. Ta thấy không nhiều những tình huống ôm ghi nữa. Lúc này thì Công Hiếu đã bắt đầu phản đòn nhiều hơn rồi. Góc đài của Amir Mohamed đang phàn nàn khá nhiều về việc trọng tài không nhắc nhở các hành động ôm của Công Hiếu. Hai cú móc chuẩn xác của Amir Mohamed giống như nhiệt độ của hiệp thi đấu thứ ba này đã cao hơn rất nhiều rồi. Tổ hợp đòn tay liên tục, ba đòn của Amir Mohamed được tung ra nhiều hơn.
Một pha móc trái chuẩn xác của Nguyễn Vũ Công Hiếu. Anh không ra đòn nhiều nhưng tình huống ra đòn là hoàn toàn chính xác. Hiệp 3 vẫn còn tới 1 phút 20 giây. Còn lại là một pha móc trái nữa của Công Hiếu. Lúc này thì Amir Mohamed đã bắt đầu ngấm đòn rồi. Chuyển động của bác sĩ của Manta không còn thực sự tốt như trước nữa. Đây có thể là hiệp đấu quyết định khi mà Công Hiếu đang có nhiều giây phút tỏa sáng hơn. Hạ thấp người, bất ngờ đón những pha thu hồi người về bỏ tay thủ của Amir Mohamed, và Nguyễn Vũ Công Hiếu thực sự làm rất tốt. Lại một tình huống móc body bằng tay trái và overhand tay phải của Nguyễn Vũ Công Hiếu. Giây cuối cùng của hiệp thi đấu thứ 3, và giờ đây Amir Mohamed đang là người chủ động hơn. Vậy là những diễn biến của hiệp đấu thứ 3 đã kết thúc. Thực sự đây là một hiệp đấu so kè rất hấp dẫn. Đây là tình huống móc trái chuẩn xác của Công Hiếu. Đòn số 2. Đòn này thì lại là móc trái. Nguyễn Vũ Công Hiếu không thiếu điểm sáng trong sự kiện lần này, trong hiệp đấu lần này. Và bây giờ là hiệp đấu cuối cùng, hạng cân 67kg giữa Nguyễn Vũ Công Hiếu góc đài đỏ và Amir Mohamed góc đài xanh. Ngay lập tức mở màn hiệp đấu cuối cùng thì Nguyễn Vũ Công Hiếu đã lao vào áp sát, tung ra hàng loạt cú móc. Amir Mohamed đã bắt đầu phản đòn rồi. Công bố tay thực sự rất nhanh. Lại là hai cú móc chuẩn xác của Công Hiếu. Thách thức thể lực bắt đầu lộ rõ trên gương mặt của đại diện Việt Nam. Và lần này anh đã bị nhắc nhở khi ra đòn sau hiệu lệnh dừng của trọng tài. Góc đài của Amir Mohamed tỏ rõ sự không hài lòng. Hai phút cuối cùng của trận đấu. Huấn luyện viên đang yêu cầu Công Hiếu phải chơi chủ động hơn khi anh đã tìm được sơ hở của đối thủ rồi. Thế trận đang rất căng thẳng. Một cú giáp chính xác của Amir Mohamed. Và vừa rồi là một đòn tay sau khiến đầu của Công Hiếu bật ngửa ra sau. Pha ra tay hiệu quả nhất của hiệp thi đấu thứ tư tính tới thời điểm hiện tại. Mặc dù là người phải chơi di chuyển lùi nhưng Amir Mohamed rõ ràng không chịu lép vế.
Một phút cuối cùng của hiệp thi đấu thứ tư. Và các khán giả có mặt tại VSC Boxing đang rất nóng rồi. Amir Mohamed rõ ràng có lý do để tự tin vào một chiến thắng cho bản thân khi anh luôn là người chủ động và tấn công chính xác. Ngược lại thì Công Hiếu lựa chọn việc phòng thủ phản công. Đây là những cú móc bất ngờ. 15 giây, 14 giây cuối cùng của hiệp thi đấu thứ tư. Một đòn móc trượt của Công Hiếu. Và chúng ta sẽ đến với bảng điểm của giám khảo ngay sau tình huống này. Trận thi đấu thứ 6 của VSP Pro The Genesis ngày hôm nay sẽ đến với kết quả từ ban giám định. Và sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những hình ảnh đáng chú ý nhất của 4 hiệp đấu vừa qua giữa Nguyễn Vũ Công Hiếu và Amir Mohamed. Nguyễn Vũ Công Hiếu thực sự đã cho thấy những bản lĩnh của anh khi vùng lên ở hiệp thi đấu thứ 3 với các tình huống ra đòn chuẩn xác. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với bảng điểm của ban giám định. Trên màn hình của chúng ta là Nguyễn Vũ Công Hiếu và đây là Amir Mohamed. Một trận đấu thực sự sát nút. Và sau trận đấu của Nguyễn Vũ Công Hiếu và Amir Mohamed, chúng ta sẽ đến với main event. Trận đấu chính ngày hôm nay giữa Đỗ Ngọc Hoàn và Đoàn Văn Hiếu. Đoàn Văn Hiệu ở hạng 61kg. VSP Pro The Genesis được giới thiệu như một cánh cửa cho các vận động viên boxing Việt Nam để đến với môi trường boxing chuyên nghiệp. Chúng ta đã có kết quả từ ban trọng tài cho trận đấu. Và bây giờ là kết quả chính thức của võ sĩ chiến thắng là võ sĩ đến từ góc đài màu xanh. Và xin chúc mừng Amir Mohamed. Những nỗ lực của anh trong 4 hiệp đấu thực sự ấn tượng. Và trên màn ảnh của chúng ta là giám đốc của VSP Promotion, VSP Boxing, ông KP Singh đang chụp hình lưu niệm với các võ sĩ. Và chúng ta đã tìm ra được người chiến thắng thứ 6 trong sự kiện ngày hôm nay. Trước khi đến với main event, Đỗ Ngọc Hoàn và Đoàn Văn Hiệu.